xem chương trình hôm nay biểu diễn cho ngày 20 tháng 11. Em xin gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô và cũng như các vị khán giả ở đây một ngày vui vẻ. Và ngày 20 tháng 11 thì em có gửi lời đến các thầy cô là tuy là tụi em có những lúc nghịch ngợm không nghe lời thầy cô, nhưng thực ra là tụi em trong lòng là tụi em là người luôn quý trọng và kính yêu thầy cô. Xin thầy cô hiểu cho tụi em dù những lúc không nghe lời đó. Em xin hết ạ.